Messi khiến đồng đội chảy nước miếng. Lionel Messi tài năng đến mức khiến cầu thủ đồng hương ở Inter Miami chảy nước miếng khi tập luyện. Lionel Messi đã trở lại Mỹ và sớm tập luyện cùng các đồng đội ở Inter Miami. Nicola Stefanelli chia sẻ với Fox Sports về việc hàng ngày tập luyện cùng cựu sao Paris Saint-Germain như sau: "Tôi nhìn thấy anh ấy tập luyện và tôi chảy nước miếng. Sau đó khi anh ấy thực hiện một đường truyền và quay lưng về phía cầu thủ, tôi tự hỏi, anh ấy thấy đường truyền đó như thế nào vậy? Không thể thấy được. Đó là lý do tại sao anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử." Stefanelli nói thêm về việc chứng kiến Messi cùng các cựu sao của Barcelona, bao gồm Sergio Busquets và Jordi Alba, gia nhập đội hình của Tata Martino. "Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy, họ chơi thứ bóng đá khác biệt." Inter Miami vừa chiêu mộ thành công một siêu sao khác vào bản danh sách nhân sự, đó là Luis Suarez. Trong vài tuần tới, các cầu thủ của đại diện MLS sẽ đá ra hữu tiền mùa giải với Newell's Old Boys, đội hình vô sao Hồng Kông và Anas của Cristiano Ronaldo. Tháng 7 năm 2023, Lionel Messi chia tay PSG để gia nhập Inter Miami theo bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi, mơ mơ truyền cảm hứng cho Inter Miami cùng câu lạc bộ giành chức vô địch League Cup. Thời điểm cuối năm 2023, siêu sao người Argentina giành quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, một kỷ lục của lão túc cầu. Cầu thủ Chelsea cần đoàn kết để hồi sinh đội bóng. Chelsea vừa giành chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ từ Championship Preston North End để tiến vào vòng 4 FA Cup, nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino cần các cầu thủ tập trung hơn nữa. Theo đó, chiến lược gia ở Argentina không hài lòng với thái độ thi đấu của một số cầu trò và cho rằng câu lạc bộ cần nghiêm túc hơn nếu muốn giành bất kỳ một danh hiệu nào trong mùa giải năm nay. "Hôm nay tôi không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội", Pochettino nói sau trận. "Kết quả không phản ánh nhiều điều trong ngày hôm nay. Đội bóng đã thi đấu thiếu năng lượng và khát khao. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu theo cách mà mình muốn. Tôi vô cùng thất vọng." Sau 90 phút tại Stamford Bridge rạng sáng chủ nhật qua, có lẽ chỉ mình Alfie Gingrich là người khiến Pochettino hài lòng hơn cả. Màn trình diễn thuyết phục mà hậu vệ người Anh trình diễn trước Luton Town ở vòng 20 Premier League giúp cầu thủ tốt nghiệp từ lò đào tạo của Cobham có được cơ hội ra sân trong cuộc đối đầu với Preston North End. Rõ ràng phong độ mà Gingrich thể hiện thuyết phục hơn hẳn những gì bộ ba trị giá 200 triệu bảng của Chelsea, Enzo Fernandez, Raheem Sterling, Mikhailo Mudryk làm được thời gian gần đây. Ngoài tinh thần chiến đấu, việc có quá nhiều ca chấn thương trong đội hình của The Blue vào lúc này cũng khiến cho Pochettino phải đau đầu. Trước khi trận đấu với Preston diễn ra, câu lạc bộ phía Tây London không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột. Romeo Lavia, tân binh người Bỉ sau khi có 30 phút ra mắt đội bóng trong chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng 19 Premier League, ngay lập tức dính chấn thương và tiếp tục phải nghỉ thi đấu. Trong khi đó, Christopher Nkunku cũng chưa có thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian dưỡng thương dài hạn hồi đầu mùa. Tin vui cho Pochettino khi đám tấu Ben Chilwell, Kane Chukwuemeka và Benoit Badiashil chuẩn bị tái xuất sau 1-2 tuần nữa. Dù thi đấu bết bát tại Premier League, nhưng Chelsea vẫn có thể kết thúc mùa giải 2023-2024 thành công nếu họ giành được một danh hiệu tại Carabao Cup hoặc FA Cup. Và dĩ nhiên Pochettino cần những trụ cột trên sớm trở lại để cứu vãn chiến dịch hiện tại. "Họ cần thêm thời gian để phục hồi", nhà cầm quân 51 tuổi nói. "Mục tiêu của câu lạc bộ là đoạt lấy một chiếc cúp vào mùa này, vì vậy tôi cần các cầu thủ phải luôn sẵn sàng chiến đấu." Trong lịch sử đội bóng, đặc biệt dưới triều đại của cựu chủ tịch Roman Abramovich, Chelsea luôn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất tại tất cả các đấu trường mà đội chủ sân Stamford Bridge tham dự, bởi đội hình của câu lạc bộ phía Tây London luôn được dát vàng bởi nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Thực tế, Pochettino cũng đang sở hữu yếu tố này dưới thời Turnbury, vậy nên những ông chủ người Mỹ chắc chắn mong muốn cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur mang nhiều vinh quang về vòng truyền thống của câu lạc bộ. Chelsea đang có cơ hội không thể tuyệt vời hơn nữa để giải cơn khát danh hiệu từ năm 2021 khi đã lọt vào tới bán kết của Carabao Cup và chỉ phải chạm trán với đối thủ đến từ hạng nhất, đó là Middlesbrough. Một chức vô địch kể cả ở hai đấu trường nhỏ như FA Cup hay Carabao Cup vào lúc này cũng rất quý giá với Chelsea, bởi nó có thể xua tan bầu không khí ảm đạm ở Stamford Bridge trong 18 tháng qua. Rõ ràng tháng 1 này sẽ đóng vai trò bước ngoặt để định đoạt thành công của Chelsea mùa này, và Pochettino cần tất cả các học trò tập trung như những gì Gingrich thể hiện trước Preston mới đây để giúp The Blue vững tin hơn trên chặng đường tái thiết đội bóng. Amad Diallo phản ứng mạnh mẽ trước tin đồn rời khỏi MU. Theo Mirror, Amad Diallo tỏ ra không hứng thú với viễn cảnh tiếp tục rời Manchester United dưới bất kỳ hình thức nào. Cựu tiền đạo Atalanta gia nhập Manchester United với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 37 triệu bảng. Cho đến hiện tại, cầu thủ người bờ biển Nga vẫn chưa chứng minh được bất kỳ một điều gì tại Old Trafford. Tuy vậy, khi được cho mượn tại Sunderland ở mùa giải trước, anh lại là một trong cầu thủ nổi bật nhất của mèo đen khi khuấy đảo Championship với 13 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Diallo trở lại Old Trafford và mất thời gian để điều trị chấn thương trước khi được ra sân trong trận thua 1-2 trước Nottingham Forest hồi cuối tháng 12 vừa qua. Có tin đồn MU sẽ tiếp tục để anh đi dưới dạng cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Với việc từng thành công tại Sunderland, chân sút sinh năm 2002 được dự đoán sẽ tiếp tục trở lại sân vận động ánh sáng để tiếp tục hành trình của mình. Tuy vậy, mới đây khi một tài khoản có tên là Central Devil đăng trên mạng xã hội X đưa tin về việc Diallo sẽ trở lại Championship thi đấu, tiền đạo thuộc biên chế của Manchester United đã mạnh mẽ phản pháo: "Đừng nói dối nữa, anh bạn à."
Postecoglou biết chính xác Timo Werner có thể đem lại được gì. Theo Football London, Oliver and Postecoglou đã từng đối đầu với tiền đạo Timo Werner khi ông dẫn dắt Celtic tại Champions League mùa giải 2022-2023. Tiền đạo Timo Werner đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi chính thức gia nhập Tottenham Hotspur dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đất với mức phí không quá 15,5 triệu bảng vào mùa hè. Đây được đánh giá là thương vụ khá hời dành cho cả trống, khi cầu thủ 27 tuổi từng được đánh giá là một trong tiền đạo rất tài năng nhưng lại không thể chứng minh được bản thân tại Chelsea. Tuy vậy, huấn luyện viên Ange Postecoglou đã nhận thấy được đẳng cấp của Timo Werner khi ông dẫn dắt Celtic tại UEFA Champions League mùa giải năm ngoái. Ở thời điểm đó, tiền đạo mùa Đức cùng các đồng đội đã đánh bại đội bóng đến từ Scotland với lần lượt tỷ số 3-1 và 2-0 sau 2 lượt trận. Chứng kiến tốc độ cùng khả năng liên kết với các đồng đội, chiến lược gia người Úc biết chính xác anh có thể làm được gì tại Tottenham. Trong bối cảnh Son Heung-min sẽ vắng mặt trong vòng 1 tháng tới khi về tập trung với đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại Asian Cup, Werner có thể trở thành quân bài chủ lực mới trong tay của Postecoglou. Real Madrid đón tin vui trước trận đấu Atletico. Theo báo cáo từ Marca, hậu vệ trái người Pháp nhiều khả năng tái xuất sân cỏ sau 3 tuần ngồi ngoài. Real Madrid có bàn chạm trán với Atletico Madrid trong khuôn khổ bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Los Blancos đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự hàng thủ. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti không có sự phục vụ của ba trụ cột Eder Militao, David Alaba và Thibaut Courtois bởi chấn thương ACL. Tin vui đến với các cổ động viên của Real trước thềm màn chạm trán với Atletico. Theo báo cáo từ Marca, hậu vệ Ferland Mendy nhiều khả năng sẽ tái xuất sân cỏ trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha sắp tới. Hậu vệ người Pháp phải ngồi ngoài 3 tuần nhưng đã tập luyện bình thường trở lại. Ancelotti có khả năng xếp Mendy đá chính ngay từ đầu. Mendy sẽ cạnh tranh một suất đá chính với Fran Garcia ở hành lang cánh trái. Đặt lên bàn cân so sánh, Fran Garcia rõ ràng bị đánh giá thấp hơn Mendy xét về kinh nghiệm thi đấu lẫn tài năng. Ở mùa hè vừa qua, Fran Garcia cập bến Real Madrid từ Rayo Vallecano. Hậu vệ 24 tuổi không phải là gương mặt xa lạ với các cổ động viên của Real Madrid. Khi Garcia từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Los Blancos